AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chào các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Thì hôm trước chúng mình đã học bài 21, sự thông khí ở phổi rồi này. Vậy thì hôm nay thì chúng mình đã thấy được tầm quan trọng của phổi cũng như hoạt động thông khí, hoạt động hô hấp. Vậy thì hôm nay thì chúng mình sẽ đến với bài 22 là vệ sinh hệ hô hấp. Nội dung bài này là sẽ khiến chúng ta ý thức được là tại vì sao là chúng ta cần phải giữ gìn cái hệ hô hấp này, rồi là chúng mình có thể là có những cái biện pháp phòng tránh nào để mà bảo vệ hệ hô hấp của chúng ta luôn luôn khỏe chưa? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của nội dung bài học, đó là phần 1, bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại. Thì có rất nhiều các tác nhân gây hại cho cơ quan hô hấp của chúng ta và hoạt động hô hấp của chúng ta là theo nhiều mức độ khác nhau. Các bạn có thể kể nhanh một số, các bạn có thể nghĩ đến ngay một số những cái nhân tố mà ảnh hưởng tới hệ hô hấp của chúng mình. Như là, thứ nhất là gì nào? Thứ nhất là khói bụi này. Hàng ngày khi mà chúng ta tham gia giao thông ấy, mà chúng ta không mang khẩu trang, thì mỗi lần tắc đường ấy, thì cảm giác rất là khó thở. Và thứ hai là rất là sặc vì có mùi xăng này, rồi khói bụi từ những cái ống xả của các phương tiện giao thông khi mà không tắt máy, dừng chờ đèn đỏ, và nó sẽ khiến cho chúng mình cảm thấy rất hết sức là khó chịu và nó ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp của chúng mình. Thứ hai là gì nào? Thứ hai là thời tiết, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian giao mùa như bây giờ, mưa gió này, rồi không khí lạnh này, nó ảnh hưởng đến thứ nhất là cổ họng của chúng mình này, rất là đau họng đúng không? Đó. Ngoài ra thì ở trên đây cô có liệt kê một số những cái nhân tố mà nó có thể là ảnh hưởng tới cái cơ quan hô hấp cũng như là sự hô hấp của chúng mình. Cùng xem từ trên đây trước nhá. Ngay từ đầu tiên là vận động. Tại sao mà vận động lại ảnh hưởng tới sự hô hấp của chúng mình? Vận động ở đây không phải là quá trình mà chúng mình vận động thường xuyên, là quá trình chúng mình tập thể dục thể thao hay là vui chơi ở ngoài, mà vận động này là vận động quá sức. Nếu mà chúng mình vận động quá cái sức chịu đựng, ví dụ hôm nay mới bắt đầu đi tập thể dục đã chạy khoảng 20 km, thì nó tác động rất nhiều. Thứ nhất là đến tim mạch này, thứ hai là hệ hô hấp. Tại vì hai cái hệ cơ quan này luôn luôn đi kèm với nhau, hoạt động đồng hành cùng nhau. Vì thế là nếu mà chúng mình vận động quá sức thì cái hệ cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng chính là hệ tim mạch và hệ hô hấp, được chưa nào? Phấn hoa, một số người thì bị dị ứng với phấn hoa và nó sẽ khiến cho họ bị hắt hơi này, sổ mũi, chưa? Nó nhiều người ấy họ bị dị ứng phấn hoa nữa, mà có thể là những ngày lãng mạn ấy thì đối tác rất là muốn là tặng hoa cho nó, nhớ có cái vẻ là muốn nhớ, tỏ vẻ là mình nhớ tới, nhưng mà họ không thể nhận được, cảm thấy rất là tiếc. Với những người như vậy thì họ rất là tiếc đúng không, nhưng mà không thể làm cách nào khác tại vì là dị ứng phấn hoa rất là khó chịu. Bọ trong nhà chắc là không đến nỗi mà to cho con rán như thế này đâu, nhưng mà trong nhà mình ấy, hoặc là trên giường, chiếu, trên gối, hoặc là các trong bụi nhà, trong một số xó xỉ thì có những cái con bọ nhỏ ấy, bọn dẹp nhỏ trong nhà thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến hô hấp. Một số loại thuốc thì họ còn có chú thích rõ là không cho một số người bị mắc bệnh hen suyễn hoặc là những cái bệnh liên quan đến hô hấp và dị ứng với thành phần nào đó của thuốc uống, tại vì có thể là gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thế nào? Không khí lạnh thì cô đã trình bày rồi nhá. Nấm mốc, một số loại nấm mốc thì cũng sẽ ảnh hưởng tới hệ hô hấp của chúng mình. Bụi nhà, đây là một cái thành phần mà nhà nào cũng có, và nếu mà chúng mình mà bị bệnh liên quan đến hô hấp ấy thì cái bụi nhà này nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bụi nhà mà đối với giáo viên thì sẽ là bụi phấn. Các bạn có thể thấy là giáo viên của các bạn ấy thì thường ấy thì các cô đều có vấn đề đối với họng, vì là cái lượng bụi phấn ấy mà có thể các cô mà hít vào trong quá trình giảng dạy của các bạn rất là nhiều, vì thế nên nó sẽ rất ảnh hưởng tới họng, được chưa? Thuốc lá là một cái tác nhân mà nó gây rất nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Nó
rất nhiều những cái loại bệnh liên quan đến nó, đặc biệt là ung thư phổi, được chưa? Nó sẽ ảnh hưởng do thuốc lá. Hút thuốc lá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tim mạch nữa. Một số mùi mạnh có thể gây hắt hơi và gây khó chịu. Môi trường ô nhiễm. Đó. Môi trường ô nhiễm thì chắc chắn ảnh hưởng rồi. Ví dụ như là chúng mình khói thải từ nhà máy này, rồi khói bụi từ các phương tiện giao thông vân vân, được chưa? Kể cả những đám cháy nhá. Những đám cháy mà kiểu họ đốt rác ấy thì cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng mình, cũng ảnh hưởng tới môi trường, được chưa? Cũng sẽ ảnh hưởng tới hô hấp. Tức giận và căng thẳng này, cái này thì sẽ gặp ở một số người mà bị bệnh rồi. Về hô hấp như bệnh hen suyễn ấy, thì khi mà cái tâm trạng của họ mà kích động quá mức ấy, nó cũng sẽ gây phát tác cái cơn hen. Và có thể nó gây vấn đề về hô hấp khó thở. Lông động vật, một số người thì tương tự như là phấn hoa thì họ có thể bị dị ứng với lông mèo. Đặc biệt nhá, đặc biệt là với những người mà bị hen thì họ rất là dị ứng với lông mèo, lông chó luôn. Tại vì là nó có thể gây ngứa họng, chưa? Ngứa họng thì nó sẽ khiến ho nhiều, ho liên tục, là khiến đường thở của họ bị tắc, được chưa nào? Có giới thiệu đến nữa. Một này, một hai họ vài nhân tố liên quan đến bệnh hen rồi đúng không? Vậy thì cô sẽ mở rộng cho các bạn là về cái bệnh hen này, được chưa? Hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về bệnh hen phế quản. Ở đây thì cô có một cái hình để tổng kết lại sơ qua về cái bệnh hen phế quản. Đây thì có một vài số liệu như là 300 triệu này, 30% này và 40 triệu. Con số này nói lên điều gì? 300 triệu là có thể là số liệu trung bình, ước tính 300 triệu, người ta đã tính ra được 300 triệu, có khoảng 300 triệu người trên thế giới bị bệnh hen phế quản. Và có tới 30% số người bị mắc bệnh này, đặc biệt là trẻ em nhá. Trẻ em ấy thì 10 trẻ em thì có đến 3 trẻ em bị hen phế quản. Và 400 triệu này là số liệu mà ước tính đến năm 2025 thì có sẽ trên thế giới sẽ có khoảng tầm 400 triệu người bị hen phế quản, được chưa? Còn ở tại Việt Nam hiện nay thì có đến 5% dân số bị hen phế quản. Chúng mình thử tính xem dân số Việt Nam hiện nay là khoảng tầm hơn 9 tỷ người. Nhân với 5% ra xem ra bao nhiêu người nào. Các bạn về bấm máy tính nhá. Rồi, thì cứ trung bình là 10 trẻ em thì có 3 trẻ em mắc bệnh. Nó rất là cái bệnh nó rất là đại chúng. Được chưa? Và nó rất dễ mắc luôn. Đó. Và cái bệnh hen phế quản này thì nó là bệnh gì đó? Nó là một cái loại bệnh mà viêm đường, viêm mạn tính cái đường thở của chúng mình, chưa? Và triệu chứng cơ bản của bệnh này là gì? Là ho này, khó thở, tại vì là cái đường thở này bị tắc nghẽn và lồng ngực thì có thể bị nghẹt, được chưa? Và nếu mà chúng mình không điều trị hoặc là điều trị mà không có hiệu quả cái bệnh hen phế quản này thì có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nếu mà nhỏ ấy thì có thể là cơ thể thì kém phát triển, hoặc là lồng ngực nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng đến dung tích phổi nhá. Và trước thì cô đã trình bày nếu mà dung tích phổi nhỏ thì lượng khí mà chúng mình, lượng oxy mà chúng mình nạp vào cũng nhỏ, và CO2 thải ra thì cũng nhỏ, đúng chưa nào? Rồi, còn ngoài ra thì có thể là dẫn đến tràn khí màng phổi này, rồi nhiễm khuẩn đường hô hấp này, hoặc suy tim. Tại sao lại suy tim lại xuất hiện ở đây? Tại vì như cô đã trình bày ấy, thì hệ tuần hoàn và hệ hô hấp luôn luôn đi kèm với nhau, được chưa? Nó luôn luôn song hành, luôn luôn đồng hành cùng nhau. Vì vậy nên là nếu mà phổi mà bị ảnh hưởng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tim mạch, được chưa? Nó sẽ luôn có thể dẫn đến suy tim. Vậy thì đặc điểm của cái bệnh này là gì? Và nếu mà khi mà chúng mình thấy có người bị lên cái cơn hen, bị xảy ra cái cơn hen phế quản thì điều gì chúng mình cần làm để mà giúp đỡ họ? Thứ nhất ấy, những cái biểu hiện, những cái triệu chứng của hen phế quản bao gồm là ho dai dẳng, đặc biệt về đêm này, ho rất nhiều và rất khó để dừng cơn ho. Tiếp theo là co thắt lồng ngực, tại vì là có thể là cái cơn hen này gây ra nghẹt lồng ngực, co thắt đường ngực, được chưa? Thở khò hè, có thể là bị mắc đờm ở cổ,
khó thở. Và đặc biệt nhá, họ những người bị hen ấy thì họ rất khó có thể mà làm những cái hoạt động gắng sức. Tại vì là khi mà chúng mình hoạt động sức ấy thì cơ bắp chúng mình cần nhiều oxy và phổi thì cần phải hoạt động tăng cái năng suất lên, nâng cao cái nhịp hô hấp của chúng mình lên, và vì thế ảnh hưởng gây áp lực lớn cho cái quá trình hô hấp. Chưa? Và vì thế nên là rất là khó để mà hoạt động gắng sức. Vậy thì khi mà chúng mình gặp những cái người bị lên cơn hen thì điều gì mà chúng mình có thể làm để giúp đỡ họ? Thứ nhất là cần phải tránh xa các cái nguyên nhân gây cơn hen ra, tránh cái người bệnh ấy, tránh xa khỏi nguyên nhân gây cơn hen. Ví dụ nếu mà họ bị dị ứng lông mèo, dị ứng phấn hoa thì mình phải cách xa cái động vật đấy, họ cách xa cái hoa đấy, tránh xa khỏi cái người bị lên cơn hen. Hoặc là tránh đưa, ví dụ nếu mà một giáo viên trong đang dạy bị lên cơn hen chẳng hạn, xuất hiện cơn hen thì họ có thể là đưa cô ra ngoài, đưa cô đến phòng y tế. Chưa? Đó, và đưa bệnh nhân ra nơi thoáng khí. Thì chúng mình có một cái tâm lý rất là thay xuất hiện, đúng không? Đó chính là gì nào? Đó chính là cứ thấy mà người bị làm sao đó thì chúng mình sẽ xuống hết à. Vì thế điều này là hoàn toàn cần phải tránh nhá. Đối với người bị lên cơn hen thì chúng mình cần phải đưa họ ra nơi thoáng khí để họ có thể hô hấp dễ dàng hơn. Và phải cho uống nhiều nước để làm loãng đờm, không thì họ sẽ bị tắc cái đường thở. Chưa? Đờm xuất hiện thì sẽ gây tắc đường thở. Đặc biệt là trẻ em nhá. Trẻ em ấy, nếu mà các bé ấy sẽ ho nhiều và tắc đường, rất dễ tắc đường thở vì cái đường thở của các bé rất là nhỏ và hẹp, dễ bị tắc. Vì vậy nên cần phải cho uống nước để mà làm loãng cái đờm ra. Và nếu mà gặp bệnh nhân mà lên cơn hen ấy thì có khả năng là trong người họ thì có mang theo thuốc để cắt cơn hen. Vì thế nên các bạn cần phải cho bệnh nhân uống thuốc để mà có thể dừng cơn hen đúng lúc, nếu không thì có thể nó gây ra khó thở này rồi có thể ngừng thở được chưa, rất là nguy hiểm. Và ngay lập tức đưa bệnh nhân tới bệnh viện, gọi xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện luôn, được chưa, để có thể là có điều trị kịp thời và đúng lúc. Rồi thì sau khi chúng mình tìm hiểu các, thứ nhất là tìm hiểu chung về các cái nguyên nhân gây hại đến hô hấp này và tìm hiểu kỹ hơn về một bệnh phổ biến của bệnh về đường hô hấp, thì chúng mình hãy cùng đưa ra cho cô một số các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân có hại. Là kể những tác nhân có hại thì bao gồm các khí thải độc hại này, rồi thì có thể bụi bẩn này, nó vân vân, khỏi thuốc lá nữa. Thì cái biện pháp mà gắn liền với hệ hô hấp là môi trường xung quanh, đúng không? Tại vì là chúng mình hít thở không khí từ môi trường, nếu mà môi trường xung quanh mà trong lành sạch sẽ thì hệ hô hấp của chúng mình đương nhiên là cũng sẽ được bảo đảm. Vậy thì chúng mình liên tưởng thứ nhất là trồng nhiều cây xanh này, đúng không? Đó, biện pháp của chúng mình nhất là trồng nhiều cây xanh, được chưa? Đặc biệt là ở hai bên đường này, nơi tập trung đông dân cư. Và khi mà chúng mình trồng nhiều cây xanh như thế thì nó sẽ điều hòa thành phần không khí. Tại vì cây xanh ấy thì nó có thể là nó trong quá trình nó quang hợp ấy thì nó sẽ thu CO2 vào và thải oxy ra và đưa oxy ra. Và nó sẽ giúp cho tăng cường và lọc khí cho mình, chưa? Và hơn nữa thì cây xanh còn có thể hấp thụ bụi và giảm tiếng ồn nữa. Vì thế là chúng khuyến khích là nên trồng nhiều cây xanh ở hai bên đường và nơi tập trung nhiều dân cư. Tiếp theo thì hạn chế sử dụng các thiết bị mà thải các khí thải độc hại. Tăng cường sử dụng các thiết bị giao thông công cộng. Cái điều này ấy, thì nó có thể vừa giúp cho đỡ ùn tắc giao thông này, và vừa có thể giúp cho chúng mình có thể là hạn chế thải các chất khí độc ra môi trường. Mỗi lần mà Hà Nội tắc đường vào cái giờ sáng đi làm hoặc tối đi về ấy, thì các bạn thấy là rất nhiều ô tô chen chúc nhau, xong rồi xe máy nữa rất nhiều đứng đợi đèn đỏ, có những người thì có
tắt máy, nhưng có những người thì họ không tắt máy. Và thế nên là lượng khí thải mỗi lần mà tập trung dừng lại chờ đèn đỏ thì thải ra rất lớn, và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường. Vậy nên là khi mà chúng ta sử dụng phương tiện giao thông công cộng ấy, thì nó sẽ làm giảm lượng khí thải mà thải ra môi trường và sẽ giúp bảo vệ môi trường được tốt hơn, được chưa? Ngoài ra thì không hút thuốc, trong khói thuốc thì có rất nhiều những cái chất thải độc hại, nhất khí độc hại, đặc biệt là nicotine này, hay là CO này, và một số các chất khác. Vì vậy nên là nó ảnh hưởng đến chính những người hút thuốc nhá, và những người xung quanh nữa. Có rất nhiều người nhá, rất thiếu ý thức, họ hút thuốc ngay cả khi họ đang đi đường, được chưa? Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người khác, những người xung quanh. Vì vậy nên là chúng mình hay khuyến khích những người thân, những người quen của chúng mình, trong kể cả người thân trong gia đình này, rồi thì bạn bè quen biết ở bên ngoài, là hạn chế không hút thuốc, chưa? Để mà có thể là vừa bảo vệ chính sức khỏe của họ và bảo vệ cả những người xung quanh họ nữa. Tiếp theo là đảm bảo nơi ở và nơi làm việc thoáng khí, sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh và không khạc nhổ bừa bãi. Tại sao lại phải đảm bảo nơi làm việc, nơi ở sạch sẽ này, rồi thì phải thường xuyên dọn vệ sinh nào? Tại vì là một số người thì bị dị ứng với bụi nhà này, rồi dị ứng với những cái một số các con bọ trong nhà. Thế nên là chúng mình dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa này, nơi làm việc, thì sẽ giúp cho những cái người mà bị bệnh về đường hô hấp ấy, hoặc là giúp chính bản thân chúng mình sẽ bảo vệ được cái hệ hô hấp của mình, chưa? Không khạc nhổ bừa bãi, cái này vừa tránh cho cái việc mà mất mỹ quan, và thứ hai là vừa giúp cho cái môi trường chúng ta sạch, vì không bị ảnh hưởng bởi các cái dịch tiết ở trong nước bọt, đúng không ạ? Nó sẽ hạn chế gây ô nhiễm không khí từ các vi sinh vật gây bệnh. Cuối cùng là đeo khẩu trang khi ra ngoài và khi dọn dẹp vệ sinh. Điều này không những là hạn chế tác hại từ bụi nhá, như cái đợt dịch của chúng mình ấy, bây giờ chỉ trên thế giới vẫn còn, nhưng mà Việt Nam thì đã khống chế được rồi. Nhưng mà khi mà trong đợt dịch thì chúng mình luôn luôn phải đeo khẩu trang, đúng không? Nó sẽ ngăn ngừa tiếp xúc của chúng mình, tiếp xúc đường hô hấp của chúng mình tới các vi sinh vật gây hại này, từ tới ví dụ như là nếu mà có hắt hơi thì cũng sẽ không bị thoát ra những cái phân tử nước bọt này, nó sẽ không bay ra quá xa, không lan ra quá rộng, được chưa? Sẽ không gây ảnh hưởng tới người khác. Đó, cái đeo khẩu trang này nó rất là tiện và nó rất là có nhiều lợi ích nhá. Vì thế nên các bạn nhớ là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, được chưa? Vừa phòng bụi vừa phòng bệnh. Rồi, phần thứ hai là luyện tập để có một hệ hô hấp khỏe mạnh. Cái phần hình này là hình gì nhỉ? Hình này là hình dung tích phổi, bao gồm dung tích sống và thể tích khí cặn, đúng không? Như cô đã trình bày ở bài trước thì nếu mà chúng mình tập thể dục, thể thao mà đúng cách, đều đặn, và đặc biệt là nếu mà tập từ nhỏ nhé, thì sẽ rất tốt và các bạn sẽ có được cái dung tích sống lý tưởng, chưa nào? Và hơn nữa ấy, thì khi mà chúng mình luyện tập nhịp thở này, cố gắng rèn luyện nhịp thở sao cho mà cái lượng khí hít vào của chúng mình càng nhiều và lượng khí thở ra càng nhiều, thì nó sẽ càng giúp cho tăng cái lượng khí lưu thông trong cơ thể, được chưa? Và nó sẽ giúp cơ thể chúng mình có thể hoạt động tốt hơn vì nhiều oxy hơn mà, đúng không nào? Chưa? Nhớ nhá, phải rèn luyện thể dục thể thao. Cô luôn luôn khuyến khích các bạn là phải rèn luyện thể dục thể thao, không những tốt cho tim mạch, tốt cho phổi, tốt cho hệ tuần hoàn, tốt cho hệ hô hấp, mà có thể là hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa này, giữ sáng này, rồi thì rèn luyện độ dẻo dai, vân vân, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần tổng kết. Hôm nay thì chúng mình có hai phần. Nội dung thứ nhất là các tác nhân mà gây ảnh hưởng tới hệ hô hấp, và thứ hai là rèn luyện để bảo vệ hệ hô hấp. Các tác nhân mà chúng ta thường gặp có thể là khói bụi này, nấm mốc này, lông động vật này, phấn hoa này, khói thuốc, bụi nhà, ô nhiễm từ môi trường, vân vân. Và chúng mình thì luôn luôn cần phải nhớ là gì? Là vệ sinh
các môi trường sống này, môi trường làm việc của mình thường xuyên vệ sinh, giữ vệ sinh môi trường này, không khạc nhổ bừa bãi này, nhớ là phải đeo khẩu trang và khuyến khích người thân trong gia đình tham gia đi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng này và ít hút thuốc lá thôi, chưa? Không hút thì càng tốt nhá. Và luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là luyện tập về luyện khí công, kéo dài nhịp thở, chưa nào? Kéo dài nhịp thở để nâng cao cái dung tích sống. Rồi thì bây giờ chúng mình sẽ đến với phần câu hỏi củng cố. Câu hỏi thứ nhất là hút thuốc lá thì có hại như thế nào đối với hệ hô hấp? Hoặc là bạn có thể là kể tên cho cô một vài cái thành phần khí độc hại có trong khói thuốc lá và giải thích là vì sao mà nó lại gây hại cho hệ hô hấp. Nào chúng mình nghĩ nhanh. Trong khói thuốc lá có cái gì nào mà chúng mình hay gặp hay nghe nhất? Có gì nào? Có nicotine. Chắc chắn là có nicotine luôn nhá. Thứ hai là gì nào? Có thể có CO này. Thứ ba là có nhựa thuốc. Nhựa thuốc còn gì nữa nào? Còn có thể có nitrosamine hoặc là một số cái hợp chất khí NOx, được chưa? Ngoài ra còn có benzen nữa nhé. Benzen là một cái chất mà nó hay xuất hiện ở trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt sâu bọ đấy. Nó cũng có benzen, chả hiểu sao luôn. Trong thuốc để cho người hút lại có những cái chất mà có thuốc diệt cỏ. Rồi, đây. Thì như là cô đã trình bày thì nó có CO này, nicotine, nhựa thuốc, nitrosamine, benzen và hợp chất khí NOx. CO thì nó là một cái chất khí mà nó có thể chiếm chỗ của oxy trong hồng cầu. Tại vì làm sao? Tại vì nó có ái lực rất lớn đối với hemoglobin trong máu. Ái lực là gì? Là lực hút ấy, lực hút. Có nghĩa là cái CO này nó có lực hút rất lớn, lực liên kết rất lớn với hồng cầu. Hồng cầu mà nhìn thấy nó ấy thì ngay lập tức vứt oxy đi và ôm chặt lấy nó luôn. Vì vậy là nó gây ra cái sự thiếu oxy. Thiếu oxy thì nó sẽ gây tổn hại đến hệ thống tim mạch này, một số các cơ quan trong cơ thể thì không được cung cấp oxy nữa này đó. Và nếu mà nó liên kết, cái CO này liên kết quá nhiều với hemoglobin trong máu thì có thể gây tử vong. Chưa, các bạn thường nghe thấy có một số những cái vụ về ngộ độc khí than đấy. Đấy, CO cũng là một cái chất hợp chất mà chất khí mà sinh ra trong quá trình đốt than. Chưa, trong quá trình đốt than thì có thể sinh ra CO và CO2, nhưng CO là có ái lực mạnh hơn với hemoglobin, vì thế nên nó kết hợp luôn với hemoglobin trong máu và có quá liều sẽ gây tử vong. Tiếp theo là nicotine. Nicotine là một cái chất mà chúng mình thấy thường xuyên được nghe thấy là xuất hiện trong thuốc lá hoặc là có thể xuất hiện trong cà phê, những cái thứ nước tăng lực. Và tác hại của nicotine là gì? Nó có thể gây tăng nhịp đập của tim này và gây co thắt mạch máu ở tim. Ngoài ra thì nó còn gây tăng mạch và tăng huyết áp. Hơn nữa ấy, ở trong phổi ấy, thì nó sẽ làm tê liệt lớp lung dung. Ở trong phổi thì có cái lớp lung dung, đúng không? Lớp lung dung luôn luôn dung để làm gì? Để thúc đẩy những cái tác nhân có hại như bụi ra khỏi cái hệ thống hô hấp của chúng mình. Nhưng mà nếu mà lớp lung dung đấy nó mà tê liệt thì cái hiệu quả lọc khí này sẽ bị giảm. Và những cái tác nhân như cái bụi bẩn, những cái vi khuẩn bên ngoài thì cứ thoải mái mà xâm nhập vào hệ hô hấp của chúng mình thôi, được chưa? Nhựa thuốc chính là một cái chất mà nó có như là keo dính ấy, nó đổ vào trong cái đường hô hấp và nó có thể gây kết dính. Nó gây kết dính này rồi chặn lại những cái phế nang, những cái bao mạch, những cái đường ống dẫn khí, và vì thế nó sẽ làm giảm khả năng hô hấp của phổi. Chưa? Và nó sẽ có vô vàn, trong cái nhựa thuốc này có chứa vô vàn các chất khác mà nó có thể gây ra ung thư phổi. Vì thế nên chúng mình thấy là rất nhiều người nhá hút thuốc lá đều bị ung thư phổi, được chưa? Có nhiều cái hình ảnh mà giải phẫu phổi của người hút thuốc lá, người nghiện thuốc lá nó rất là đáng sợ. Phổi người ta bị đen hết luôn ấy. Rất là đáng sợ, được chưa? Nitrosamine đây cũng là một cái chất mà gây ung thư.
ung thư mạnh. Benzen, đây là một cái hợp chất mà gây ung thư, được tìm thấy ở trong khói của dầu khí hoặc là thuốc trừ sâu bọ, thuốc diệt cỏ đều có cái benzen này, rất là độc hại. Chưa? Cuối cùng là hợp chất NOx, thì cái hợp chất khí NOx này thì có thể là NO2, NO3 vân vân, thì nó sẽ gây viêm này, gây sưng nấc niêm mạc. Sưng nấc niêm mạc thì nó sẽ gây cản trở cái quá trình trao đổi khí này và có thể gây chết người nếu mà dùng cái, nếu mà bị tiếp vào cái lượng khí NOx này với nồng độ cao thì có thể gây chết người. Các bạn thấy không, ở trong thuốc lá này có rất nhiều chất gây hại. Vậy nên chúng mình tốt nhất là đừng nhá, đừng thử. Và chúng mình nên khuyến khích những người thân trong gia đình, những người quen là đừng hút thuốc lá. Mà nếu có hút rồi thì nên giảm dần hút và cai đi. Nó vừa tốt cho sức khỏe của chính họ và vừa tốt cho sức khỏe những người thân xung quanh, bạn bè xung quanh, được chưa nào? Tiếp theo là câu thứ 2. Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí và có thể gây chết người khi dùng phế liệu cao? Cái này vừa mới trình bày xong đúng không? Nó là hợp chất khí NOx. Và ở đây thì nhìn xem là có cái nào phù hợp với công thức NOx, nó có NO2 đúng không? Vậy thì đáp án đúng của chúng mình là đáp án D, NO2. NO2 thì là một chất độc mà có mặt ở trong khói thuốc lá, và nếu mà hít vào lượng lớn thì sẽ cản trở quá trình trao đổi khí và có thể dẫn đến tử vong, được chưa nào? Rồi, câu 3. Hiệu quả khi mà trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và hoạt động, khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào? Thứ nhất là hệ tiêu hóa, thứ hai là hệ thần kinh, thứ ba là hệ bài tiết và cuối cùng là hệ tuần hoàn. Câu này cô đã nhắc, cô đã nhắc đến ít nhất là 2 hoặc 3 lần trong bài này ngày hôm nay rồi, đúng không? Và cái quá trình mà hô hấp của con người ấy thì luôn luôn đi kèm với hoạt động của hệ tuần hoàn. Hai cái hệ này luôn luôn hoạt động cùng nhau, phối hợp cùng nhau. Vì trong hệ tuần hoàn này có riêng hẳn một vòng dành cho đi qua phổi và trao đổi khí, đúng không? Hai cái hệ hô hấp và hệ tuần hoàn này luôn luôn song hành cùng với nhau để tạo ra cái hiệu quả làm việc tốt nhất, để giữ cái trạng thái cơ thể luôn luôn ở mức cân bằng. Được chưa? Rồi, đáp án D nhá. Rồi, câu thứ 4. Câu thứ 4 này hơi bị dài. Vì sao khi chúng ta hít thở sâu thì sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp? Đây chính là giải thích là vì sao mà các bạn mà cô khuyến khích các bạn là luyện bài tập thở của cái bài tập khí công, có thể luyện tập với ông bà, vừa luyện tập có thể vừa trò chuyện vân vân, có thể vừa làm tăng tình cảm, vừa làm tăng sức khỏe, được chưa nào? A là khi hít thở sâu thì sẽ giúp loại bỏ chất thải, sẽ giúp loại thải hoàn toàn lượng khí cặn và khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi, tạo ra khoảng trống để lượng khí hữu ích dung nạp vào vị trí này. B là vì hít thở sâu, oxy sẽ tiếp cận được với từng tế bào trong cơ thể, do đó hiệu quả trao đổi khí ở tế bào sẽ cao hơn. C là vì khi hít vào gắng sức thì sẽ làm tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí ở phế nang, và khi thở ra gắng sức sẽ giúp loại thải khí dự trữ còn tồn đọng trong phổi. Và D là tất cả các phương án còn lại, là chúng mình nhìn phương án nào mà mình có thể loại được ngay nào. Phần B này, vì hít thở sâu thì oxy có thể tiếp cận được với từng tế bào trong cơ thể, do đó thì hiệu quả trao đổi khí tế bào sẽ cao hơn. Thật ra ấy, thì oxy nó sẽ chỉ đến trong phổi và sẽ trao đổi khí ở các mao mạch, đúng không? Nó sẽ chỉ đến các mao mạch thì nó sẽ trực tiếp ở quá trình hít thở sâu rồi, sau nó sẽ đến phế nang thôi. Còn đâu là quá trình mà vận chuyển oxy tới các tế bào trong cơ thể thì sẽ do máu, do hemoglobin trong máu hoàn thành, đúng không? Chỉ vì thế nên là hít thở sâu thì không liên quan gì đến vận chuyển càng xa, vận chuyển là nhờ tác dụng của các mao mạch, được chưa nào? Vì đáp án B loại nên đáp án D cũng loại, được chưa? Đáp án C là tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí ở phế nang, thở ra gắng sức thì sẽ loại thải khí còn tồn đọng trong phổi. Ở
cái này có đúng không, nghe cũng đúng đúng không, đọc qua thì cũng đúng mà. Ồ, nhưng tăng lượng khí bổ sung cho hoạt động trao đổi khí, thật ra khi mà chúng mình khi hoạt động trao đổi khí chúng mình ấy thì ngần đấy phế nang thì cũng sẽ chỉ trao đổi được ngần đấy khí thôi, được chưa? Vì thế nên là đáp án C hơi sai sai rồi nhá. Đáp án A, khi hít thở sâu sẽ loại thải hoàn toàn lượng khí cặn. Hít vào loại thải hoàn toàn lượng khí cặn và khí dự trữ trong phổi. Tạo khoảng trống để lượng khí hữu ích dung nạp vào vị trí này. Có lý đúng không? Tại vì là khi mà chúng mình thở sâu, khi chúng mình hít thở sâu này và thở ra gắng sức này, thì cái lượng khí cặn nó sẽ bị bỏ ra ngoài, thải ra ngoài cùng với cái khí mà chúng mình thải ra đấy. Và khi mà lượng khí cặn mà giảm đi ấy, thì lượng khí tiếp theo mà chúng mình nạp vào trong cơ thể trong quá trình hít vào thở ra gắng sức thì nó sẽ tăng lên đúng không? Lượng khí hữu ích sẽ tăng lên và nó sẽ có khiến cho chúng mình có cái tăng dung tích sống lên. Tăng dung tích sống lên thì tất nhiên là chúng mình sẽ hô hấp, hoạt động hô hấp chúng mình sẽ diễn ra tốt hơn rồi đúng không nào? Vậy thì đáp án đúng của chúng mình là đáp án A nhá. Được chưa? Rồi, đáp án A, được chưa? Rồi, bây giờ đến câu 5. Câu 5 là một câu rất ngắn, bù trừ cho câu 4. Loại khí nào dưới đây không gây độc hại với con người? A là khí nitơ, B là khí CO2, D là khí NO, B là khí NO2, C là khí CO, D là khí NO. Chúng mình quan sát này. Khí CO lại rồi nhá. Khí CO là khí thứ mà cái thứ khí mà sinh ra trong quá trình đốt than, nó sẽ liên kết với hemoglobin trong máu chiếm chỗ của oxy và sẽ có thể gây tử vong nếu quá nhiều. NO2 và NO có công thức chung là NOX. Cái chất khí này có thể làm cho cái quá trình hô hấp diễn ra khó khăn này, quá liều cũng có thể gây chết. Và vậy thì chúng mình có mỗi khí nitơ đúng không? Và khí nitơ thì cũng là cái khí mà chiếm thành phần lớn nhất trong không khí. Chúng mình hít thở không khí bình thường mà chúng mình có làm sao đâu, đúng không? Vậy nên là khí nitơ là loại khí mà duy nhất trong bốn cái loại khí này mà an toàn đối với cơ thể, không gây hại, chưa? Tại vì nó cũng là một thành phần của không khí. Hơn thế nữa là còn chiếm lượng lớn nữa, thì thấy nó không gây hại đến cơ thể, chưa nào? Rồi, thì nội dung kiến thức của bài hôm nay thì chúng mình sẽ kết thúc ở đây. Về nhà thì nhớ đọc lại cho cô nội dung kiến thức bài này này. Đọc kỹ, nhớ kỹ, được chưa? Và tiếp theo thì đọc tiếp nội dung của bài tiếp theo và tìm hiểu trước để chúng mình có thể học đạt được kết quả cao hơn, được chưa nào? Rồi, cô chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bài học lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.